Thưa quý vị, hiện tượng mạng mới nổi tại Thái Lan, chú Hà Mã Lùng mua đen 2 tháng tuổi với đôi má hồng và sức hút tự nhiên đang thu hút hàng triệu người hâm mộ trực tuyến và rất đông người đã tìm đến sở thú ở phía nam thủ đô Bangkok. Mua đen trong tiếng Thái có nghĩa là lợn nhảy, nổi tiếng qua những đoạn video ngắn được nhân viên tại dường thú Khao Khiao chia sẻ trên mạng xã hội. Ghi lại cuộc sống hàng ngày với những hành động dụng về nhưng lại rất đáng yêu, thu hút hàng triệu người theo dõi. Sự nổi tiếng bất ngờ của đen cũng khiến các nhân viên sở thú không kịp trở tay. cho Choi, giám đốc sở thú mở Khao Khao ở tỉnh Chonburi cho biết, thông thường vào các ngày trong tuần và vào mùa mưa là mùa thấp điểm. Cơ sở này đón khoảng 800 du khách mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện sở thú đón từ 3.000 đến 4.000 người vào các ngày trong tuần và con số này tăng lên khoảng 20.000 người vào cuối tuần. Hầu hết đến để tận mắt xem mùa đen. Tuy nhiên, ông Narunwit cho biết, sự nổi tiếng của mùa đen cũng gây ra những gián đoạn không mong muốn cho cuộc sống của nó giám đốc sở thú kêu gọi du khách hãy cân nhắc hành động đúng mực tránh làm tổn thương khi tiếp xúc với mùa đen